Đây nè cô chú ơi, thì sáng nay là chay chỗ nó chào ai ạ? Chay đi đi bơi cho cô chú. Con vẫy tay con chào ai vậy chay? À, vẫy tay con chào ai ạ? I was going to take it to storage, but now I changed my mind. Đi chay. Trời ơi, biết không, bị dở chân lên kìa, cô chú thấy hay chưa? Can you help get her in? No, you help. Go. Đi chay, đi, đi. Đó. Đây, 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 lên xe, lên xe. Úi, trời trời, bắt đầu, bắt đầu, cầu, cầu, bắt đầu, bắt đầu. Đây nè cô chú ơi, chay tới chỗ bơi rồi. Cô chú coi cái đồ bơi của chay hôm nay nè. Wow. Beautiful chị đi. Con xuống hả? Xuống hả? Xuống à, xuống không? Xuống không? Xuống không? Cô nói mày nghe coi xuống không? Xuống không? Trời ơi con chạy lắc kìa. Trời ơi cô chú coi em bé lắc kìa. Ồ sao bé không lắc? Ồ sao bé không lắc không lắc? Lắc, lắc, lắc. Út, em bé ơi, em bé à. Rồi, đi đây, em bé đi đây. Chạy đi. Đâu chạy? Cho ngoại coi chay nè, đâu rồi ngoại coi chay chạy cạch lên cạch tên nè ngoại. Từ từ chờ con chút. Ủa vô hả? Tới giờ vô, tới giờ vô rồi. Hi chị đi. Hi. Nobody's here. I'm here. I'll move her down here. You can sit right there. Oh, okay. Yeah, no problem. Đó, cô chú thấy chay chưa? Chay này mặc cái nến lả lơi. Wow, bữa nay có thêm một bạn mới nữa kìa. Một em bé trai đã gia nhập. Trời ơi, cái chú nó mang mắt kiến mà cũng bơi nữa. Đó, chạy với cô chú. Đang tranh thủ nó cái chỗ này chưa mở nhạc để quay cho cô chú, chứ chút nó mở nhạc quay sợ bị bản quyền. Thường thường mấy video clipper này sẽ dễ bị bản quyền. Giỏi quá. Chay giỏi quá. Chay coi chay nha, cô chú coi chay nha. 1, 2, 3. Chay dám nhảy xuống rồi thấy chưa? Giỏi quá. How about Sadie does it at 10? I was like, no. Tôi có mỏ ba kìa, tôi có mỏ ba kìa, thôi thôi. Mỏ ba chu ra kìa, ớn ba chưa. Tôi có mỏ chu kìa, mỏ chu kìa. Rồi thấy mẹ nè, oh, thấy mẹ nè. À, làm vậy để cho lỗ tai đụng được đụng nước á. Có nói kìa, tay đập nước kìa. Yeah.
You want to be the dog in the swimming pool with your sister? You will be this summer. Good luck. Good luck. Còn chú coi chay nè. Yeah. Oh, I ủa con kia đâu vậy sống chịu nằm lên. À, cô chú thấy chay giỏi chưa? But I'm surprised I didn't. Because I think probably because he was so opposite, he didn't have to like. Cái mặt cái mặt chó đây là chó kìa. Ê, cái mặt chó trời ơi coi coi kìa hưởng thụ coi cho ba đẩy đi hưởng thụ sao trời ơi. Đó, bây giờ bốn đứa ngồi lên đi như ngồi lên chiếc tàu cô chú. Cơ bả kìa. Đâu đến nữa, đâu đến nữa. Trời ơi, coi kìa, đó. Thì bởi vậy chơi chút nữa hả về ngủ hả bước trên bước vô bình sữa ngủ một giấc cô chú ơi tới 3-4 giờ chiều luôn cô chú ơi vận động quá nó mệt quá mà. Không có ai coi có ai đứng không con mình nó đứng được có được đời không có một mình nó đứng thôi đó. Ta ngồi nghiêm chỉnh, ta ngồi nghiêm túc có mình nó. Ớn con tôi thiệt kìa. Rồi cô chú ơi, chay đi bơi về rồi bây giờ chay sẽ uống sữa rồi chay đi ngủ nha cô chú. Uống sữa đừng có cầm em này chi, cầm bình sữa đàng hoàng. Cô chú thấy chay uống sữa giỏi chưa? Cầm dân uống sữa chuyên nghiệp mà, cầm một tay thôi. Cầm chi hai tay. Giỏi quá. Sáng nay là em trước khi đi là em ăn cháo rồi. Ăn cháo rồi cái giờ về uống thêm bình sữa nữa nữa no nóc là ngủ là im là chuẩn bị ngủ giấc này là ngủ là 3-4 tiếng đồng hồ luôn cô chú đi bơi về mệt quá mà biết không? Nằm ở giọng thấy ghét không? Xong chưa? Không nữa hả? Ngủ đi. Ngủ mặn mắt đơ đơ rồi thấy kìa. Gặp này mà không cho uống sữa ngậm nắm vú không cũng ngủ nữa. Thấy chưa con phải cầm đàng hoàng hai tay. Mày đặt nó đây nè, đây mày đưa cho em gấu cho rồi. Em gấu đi. Đó, à, em đi. Bạn đồng hành đó à, không phải để cao cao lên đúng rồi coi coi sướng đời không cô chú có ai mà coi có ai sướng như vậy không ôm gấu mà có người cầm bình sữa cho bú rồi cả nằm thên thang hết sữa ngủ nha con giỏi nha xong chưa giờ giỡn rồi đó. Xong chưa? Đó, 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 đó. Rồi giờ đi ngủ đi nha. Ngủ nha chưa? Nè. Ngủ đi. Ngủ đi rồi chút nữa dậy chơi mẹ nha. Nè, ôm em gấu lại. Ôm gấu lại ngủ. Đúng rồi, giỏi quá. Bye bye chay nha. Bye bye nha. Trời. Bye bye nha. Hi, xin chào cô chú ơi, chay mới ngủ dậy nè.
Phá gì và muốn phá gì? Cô chú coi em bé đầu bù tóc rối nè. Em bé đầu bù tóc rối đói ơi bay bay bay. Bùm 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 bùm. Em bé đầu bù tóc rối ngủ dậy cái má hồng hồng ghê chưa? Em bé bồng bồng hai má bé hồng hồng. Bé đi xe đạp bé đạp đạp. Bùm bùm chiêu bùm chiêu chắc. Sao? Cho cô chú ăn đi, cái đó xin gum đó. Xin gum đó, con biết xin gum là gì không? Hả? Con biết xin gum là gì không? Xin á là đợi ăn. Còn gum á, cái đó mẹ không biết. Đó, thấy chưa? Nó mở ra đó, nó mở ra nó ăn đó cô chú ơi. Đó, cô chú thấy nay nó ghê chưa? Nó khỏi cần nhờ mẹ nó nữa rồi. Nó bây giờ là em hôm nay là em đã khung lớn rồi mà. Đã, ủa nhờ dầm nhờ nhà mẹ hả? Con dạ mẹ chưa? Con thương mẹ để đâu? Thương mẹ để đâu? Bây giờ thương mẹ để đâu? Đâu hả? À. Chị đâu mất tiêu rồi? Hả? Nhìn xuống dưới sàn có kỳ dưới không chay? Chay ơi, chay nhìn xuống đây nè. Nằm xuống ơi, nằm xuống nhìn coi có kỳ có dưới không? Nằm xuống. Đúng rồi, có không? Có kỳ dưới không chay? Để mẹ coi. Không có kỳ dưới này rồi. Không có kỳ dưới này rồi. Đứng lên kiếm kỳ. Kỳ ơi, kỳ đâu rồi? Đứng lên kiếm kỳ đi. Không, kêu nó nằm xuống dưới. Cô thấy kêu nó nằm xuống nó kiếm kỳ đó. Kỳ đâu rồi? Kỳ mới đây mà kỳ nó mất kêu rồi. Kỳ ơi kỳ. Sao kỳ dữ vậy kỳ? Sao kỳ quá trời quá đất vậy kỳ? Đi kiếm kỳ đâu? Kỳ đâu? Ô, trời ơi kỳ kìa. Kỳ đâu uống nước kìa. Đứng lên. Chị ơi, kỳ đang uống nước kìa chay. À trời, con uống nước giống chị luôn hả? Con uống nước giống kỳ luôn hả vậy? Rồi, đi xuống đi em bé cây dừa. Ui trời ơi, tè. Thôi, cất này lên đi, cái này của mẹ. Rồi, đi. Nope. All right. Hey, you want okay, to get? Ok, cô chú ơi. Okay. Hôm nay chay sẽ bây giờ chay sẽ đi ra chơi tiếp tại vì trời còn sáng. Ôi trời ơi, lên xe. Từ từ thôi cô nàng ơi. Here, let me close the door for you. Đó, ba đóng cửa lại cho con nha. Safety first. Let's put on our seat belts. Safety first. An toàn là trên hết. Start it. Bấm nút đi. Bấm vô. Đè vô. Press it. Press it hard. Đè mạnh vô. Ooh. Đây. Ready? tránh đường ra cho siêu xe chạy đi. Here. Hold the steering wheel. All right, let's go. Cười há miệng à. Cô chú coi em mình enjoy ghê chưa? Em nhìn đường, nhìn xá rồi mình enjoy dễ sợ chưa? Chạy mà không nhìn đường luôn mà. Tẩy tay lái như cầu thủ chuyên nghiệp không? Bá dữ luôn. Hay lắm bồ ơi. Dữ lắm bồ ơi. Chứ đâu rồi, đâu sai hả? Em đi xa quá rồi đó. Rồi. Tiếp tục. Cho con mẹ cho con đi ngắm ngắm nhà hàng xóm nghe chơi. Ừ.
Chị đang ngắm nhà hàng xóm đó cô chú ơi. Mặt hiu hiu rồi. Chay chay. Nhìn này chay. À, dữ chưa? Đó, ờ. Đó, chị nói với cô chú là chị đang lấy xe đó cô chú. Chay, chay nhìn nè. Oh, it looks like one of the LEDs in the light went out. Really? Gotta call them up. Oh, it's coming in and out. That's not good. No. Rồi, cô chú ơi, bây giờ xong rồi, chơi chút xíu vậy thôi, giờ đi vô. Rồi, dừng xe lại đi vô nha. Hãy chị đi. Chạy đi, chạy đi, yes, mommy. Đâu con vẽ cho mẹ coi coi, vẽ đi con. Vẽ đi con. Vẽ màu nào, vẽ màu nào. Mẹ ơi, cái nè, mẹ chỉ nè, phải cầm một tay. Một tay phải vịn, không được cầm nhiều như vậy. Mẹ đang cầm cái camera nên mẹ không có chỉ con được. Đây nè, mẹ chỉ nè, mẹ chỉ nè, đây nè. Mẹ chỉ nè, kìa, đó, ghi một tay ghi vậy nè, đó. Làm đi. À, cô chú thấy chị bên đây học bài không? Dữ chưa? Đó. Con phải lấy một tay vịn, một tay làm. Hết rồi, trong đó hết màu rồi. Hết rồi, trong đó hết màu rồi con. Đây nè, đây nè. Đó, con vẽ, con viết vô tay này đi. Nè, con cầm con viết vô tay này đi con. Nè. Giờ bỏ vô hay gì? Ôi. Bỏ ra rồi bỏ vô rồi bỏ ra. Đó, cô chú coi kiệt tác hồi nãy giờ của chay nè. Kiệt tác có một không hai. Trời ơi kiệt tác này cắn cắn miếng màu gì đây. Kiệt tác này chứ cần cầm gì cũng ăn á. Không phải con là kiệt tác của mẹ không? À, chay là kiệt tác của mẹ với ba đó. Chuông nhắm á cô chú ơi, chuông em nhắm á. Không đái mẹ đâu ta. Ồ, con đái mẹ đâu? Sao? Nè, bây giờ con chào cô chú chưa? Đó, chị chào cô chú đó. Con cho cô chú màu đi. Con kêu cô chú vẽ màu đi. Kêu đi, cô chú vẽ màu đi. Đó, đúng rồi. Trời đất ơi, vẽ đẹp dữ ta. Wow, good job, chị đi. Oh. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Dữ chưa? Cause I'm happy, clap along if you feel like that's what you wanna do. Yeah. Trời đất ơi, dữ ta. Bây giờ con kêu cô chú nha. Ôi trời ơi, dữ trời trời. Ồ. Gì hả? À kiếm màu, à đây nè kiếm màu này hả? Làm sao? Giấu hả? Giấu trống hả? Ui trời ơi nó giấu màu. Rồi đố cô chú kiếm được màu. Giấu màu đâu rồi? Giấu màu, giấu đi, giấu đi, bỏ vô giấu, bỏ vô giấu, bỏ vô. Bỏ vô giấu đi con. Bỏ vô rồi mẹ thấy cái mền mẹ đậy lại giấu nè. Giấu, đỏ, đỏ, trời ơi nó đậy cái mền nó đậy lại giấu kìa cô chú. Thấy ghê nữa chưa? Yeah, màu đây. Trời ơi, nó biết giấu là gì luôn, ớn nào. Thật giận giấu nữa đi, giấu nữa đi. Giấu nữa đi, giấu nữa đi. Lấy cái mền vô giấu. Hay giấu dưới con chó kìa, lại con chó giấu kìa. Lại con chó giấu kìa, bỏ dưới con chó giấu. Hả? Thì lại con chó giấu, lại giấu con chó kìa. Lại giấu màu dưới con chó, giấu con chó. Đúng rồi, nhét vô, nhét cái dưới bụng chó, đâu ai thấy đâu. Hả? Nhưng con là con vẽ bạn đó ra, con vẽ là con vẽ chùa Bạch Cà hả? Thôi. Thôi chơi chơi gì chơi đi nha, bây giờ mày phải ra mày làm clip cho cô chú nha. Trời ơi coi kìa. Giờ chơi gì chơi nha, mẹ ra mẹ làm clip cho cô chú coi chơi nha. Dạ đi con. Dạ đi con. Rồi ba mở nhạc lên cho con nghe nha. Bái chì đi.
Bye bye, see you tomorrow. Ủa qua cô chú cái cây, ủa qua cô chú cái cây. Ủa qua. Con làm đi. Good job, JD. See you tomorrow. Ê, no. Ồ, dữ à. Đó, coi coi chú coi nó tuột xuống đây nha, để cho nó tuột xuống đây rồi quay cho cô chú coi cái cách nó tuột xuống cái rồi mẹ tắt. Rồi tuột xuống cho cô chú coi cái đi. Con cầm màu hồi vậy té nghe chay. Tuột xuống đi. Đó, bắt đầu nó tuột xuống ha. Oops. Rồi bắt đầu những cây màu này sẽ bị mất. Tuột xuống. Khổ lắm chay nè. Rồi, tuột xuống đi. Trời đất ơi. Rồi thôi bây giờ nó quậy rồi cô chú ơi, phải cúp máy cô chú ơi.